Cả nhà thấy gì không? Ông đang hớt tóc cho cháu vợ cho cháu có điện nha cả nhà. Có đem đồ nghề về hớt cho mấy ông anh cột chèo nữa. Hớt tùm lum hết trơn á cả nhà. Đây, hàng cậu cháu đây. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Thời ghê không, chào cả nhà đó kìa. Mình công chào cả nhà kìa. Ngày mai là đám cưới rồi cả nhà, nên là sửa soạn rồi. Cho mấy đứa cháu. Đỡ tốn mấy chục ngàn hả? Sửa soạn mai rồi đi rước dâu, góp cô dâu kìa. Ghê vậy. Tương lai là con được 27 tuổi rồi hả? Anh tin công, anh ở gần sông. Sông nước. Anh vẫn độc thân. Tại anh dân nắng anh đen thôi chứ. Nhưng lòng anh trong trắng. Ghê chưa, để ghè ghè đi ha. Mày đi rước dâu không? Mày đi rước dâu không công? Dạ, nãy thằng Quang nó có điện con đó. Vô ha. Rước dâu à. Mai đi rước dâu không anh? Đi mấy giờ là anh? Mấy giờ? Anh xuất sắc quá anh ơi, đi rước dâu đồ. Anh thích đi bằng xuồng. Mấy giờ gặp? 8 giờ thôi vậy. 8 giờ. Mai cậu nhà rửa chén. Cho ổng đi rước dâu. Xe hay là vỏ? Đi xe á vậy. Cho ông đi rước dâu với chú ghế. Làm chú ghế phụ. Ồ, chú ghế phụ à. Khi mà Qua bảnh coi có dâu phụ nào hợp không, gã luôn rồi. Gan quá. Anh chịu không anh? Nhưng mà tim quá công này. Chịu không anh? Anh xây qua đây coi anh chịu không? Bà đây chịu không nổi. Nghe mệt tim quá à. Bà đây chịu không nổi kìa, anh công kìa. Đúng không cậu, hợp lý rồi. Một bà là cũng chết lên chứ xuống rồi. Giờ thêm nó chắc chết luôn. Mặn con nó còn hốc nổi. Ghê chưa. Đi tới đâu cũng phải đi hớt tóc rồi thấy không công. Đi về quê còn không tha nữa, phải đem đồ về hớt tóc đang kiếm tiền cho vợ nữa chứ. Dịch quá dịch nên là phải đi hớt tóc dạo cả nhà ơi. Tuốt rồi ha, ngày mai gã hết mấy cậu cháu mày luôn. Ồ, gàng quá mà. Phải nói chứ bà ghê lắm. Ghê lắm. Trời tối nè cả nhà, nhưng mà vẫn còn hớt tóc nè cả nhà. Tại vì nãy hớt mấy ông anh bên kia nữa. Mới chạy qua đây. Nhưng nãy giờ bển mất cửa chén nên không có quay. Bây giờ quay lén. Ngày mai đi đưa dâu mặc đồ gì anh? Đi rước dâu chứ bậy, đi đưa dâu hoài. Mặc đồ cho bén lên nghe đặng qua bển coi có ai gã luôn. Anh mặc đồ thì quần tây áo sơ mi thôi chứ gì giờ. Chú gây phụ là phải ngon mới được. Thôi để ngày mai em xưng phong qua bển làm cô dâu phụ. Lén qua bển trước. Hay là có âm mưu gì đây bà? Làm cô dâu phụ mà âm mưu gì? Hay ngày mai mình hấp hôn nữa đi anh. Ngày mai mượn chỗ hấp hôn đi. Chịu không? Chịu. Đám cưới của người ta mà làm gì đám cưới của mình. Làm nôn cũng như gầu thấy không? Làm nôn cũng như gắn hết đẹp đẹp cho bé công này. Mời bé công qua bển coi có anh nào hốt không. Qua bển mai coi có anh nào đẹp trai không hốt cho công thấy không. Dạ luôn. Nó đâu có biết.
Chưa chưa. Mặt nghiêm túc chưa. Cảm ơn bà bánh của anh nào đẹp trai gả con nha con. Chưa chưa. Chịu không? Chịu. Cầu cho ngày mai bà bánh có cái anh nào mà độc thân luôn. Ghê chưa, gã chịu luôn, ế quá giờ chịu đại. Gán là bệnh giấy cầu cho gặp được tấm chồng tốt. Thế tôi nghiệp nhỏ. Phương thích mỗi người như thế nào? Như cậu được rồi. Trời ơi. Ghê chưa. Hết pin luôn. Nghe cái với giới tính rồi. Cảnh chiều đẹp quá anh. Ừ. Hữu tình thôi. Nhưng mà đẹp đâu bằng anh. Rồi thấy ghê luôn. Đâu đẹp bà không thả hơi tóc mà. Nghe thích quá à. Giống như nói chỉnh tóc vậy. Thánh diện quá rồi con. Anh là cục cưng, cục cưng rồi. Để tính nết thêm dối sắc là chết. Đó là niềm cũng đẹp trai phết chứ bộ. Ghê không? Trời ơi, vũ chạy xuồng kìa. Ủa, biết chèo không con? Giỏi chưa? Trời, tưởng tượng mà con có chồng cái nữa, đám cưới cái nữa, trời ơi, vui lắm á con. Dạ. Yeah. Cậu đi 3 ngày 3 đêm luôn á. Cái gì? Mật khẩu wifi kìa con. Ê, ê. Hở bích quạt wifi kìa. Mật khẩu wifi là công gây. Khó gây chết. Chụp hình anh, 2, 3. Ủa cái đó quay phim mà. Ví dụ. Làm, đồ cảm xúc. Ê con ơi. Dạ. Mai bà bản thấy anh nào đẹp trai với cậu. Thôi cả nhà ơi, bây giờ tối rồi. Nên em xin chào mọi người tại đây nha. Hẹn gặp cả nhà sau những video sau nha. Ngày mai sẽ quay đám cưới cho mọi người xem. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau nha. Bye bye.